Đây là một loại đồ chơi bằng gỗ xếp hình thông minh. Nó bao gồm 40 miếng và 8 hình dạng. Cách chơi là cần thực hiện xếp lần lượt các hình khối vào bảng theo các hình dạng khác nhau. Trong quá trình chơi, trẻ em cần sử dụng đầu óc linh hoạt và phối hợp tay mắt để hoàn thành nhiệm vụ. Khi chơi vô hình rèn luyện tư duy logic, phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo. Bộ đồ chơi gồm nhiều màu sắc bắt mắt, kích thích thị giác trẻ phát triển, ngoài ra còn giúp trẻ em ít nghịch điện thoại hơn.